Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, quyển Trung, phẩm thứ 5, tên các địa ngục. Khi bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền bạch Bồ Tát Địa Tạng rằng: Thưa nhân giả, xin ngài vì tám bộ thiên long cùng hết thảy chúng sinh đời này và đời sau nói rõ những nơi phải chịu tội báo, tên các địa ngục và những sự ác báo tội khổ của chúng sinh ở thế giới Sa Bà và ở cõi Nam Diêm Phù Đề, khiến cho chúng sinh trong đời mạt pháp về sau này biết rõ quả báo là thế nào. Bồ Tát Địa Tạng đáp rằng: Thưa nhân giả, tôi nay nhờ uy thần của Phật và sức thần của đại sĩ, xin kể sơ lược các địa ngục cùng các tội báo ác báo. Thưa nhân giả, ở phía đông cõi Nam Diêm Phù Đề có một quả núi gọi là núi Thiết Vi. Núi ấy tối om, không có ánh sáng mặt trời, mặt trăng. Ở đấy có địa ngục gọi là địa ngục A Tỳ. Lại có địa ngục gọi là Bốn Cạnh. Lại có địa ngục gọi là Dao Bay. Lại có địa ngục gọi là Giáo Mũi Tên Lửa. Lại có địa ngục gọi là Núi Kẹp. Lại có địa ngục gọi là Giáo Đâm. Lại có địa ngục gọi là Xe Sắt. Lại có địa ngục gọi là Châu Sắt. Lại có địa ngục gọi là Dao Găm. Lại có địa ngục gọi là Lửa Sắt. Lại có địa ngục gọi là Nước Đồng Sôi. Lại có địa ngục gọi là Ôm Cột Đồng. Lại có địa ngục gọi là Lửa Tràm. Lại có địa ngục gọi là Cầy Lưỡi. Lại có địa ngục gọi là Chém Đầu. Lại có địa ngục gọi là Thiêu Thân. Lại có địa ngục gọi là Ăn Mắt. Lại có địa ngục gọi là Viên Sắt. Lại có địa ngục gọi là Cãi Cọ. Lại có địa ngục gọi là Dùi Sắt. Lại có địa ngục gọi là Hay Cáu Giận. Bồ Tát Địa Tạng bạch rằng: Thưa nhân giả, trong núi Thiết Vi có các thứ địa ngục như thế, kể số không có hạn nào. Lại còn có địa ngục gọi là Kêu Gào, địa ngục Lôi Lưỡi, địa ngục Phân và Nước Tiểu, địa ngục Khóa Đồng, địa ngục Voi Lửa, địa ngục Chó Lửa, địa ngục Ngựa Lửa, địa ngục Châu Lửa, địa ngục Núi Lửa, địa ngục Đá Lửa, địa ngục Giường Lửa, địa ngục Dầm Nhà Lửa, địa ngục Chim Cắt Lửa, địa ngục Cưa Răng, địa ngục Lột Da, địa ngục Uống Máu, địa ngục Đốt Tay, địa ngục Đốt Chân, địa ngục Đâm Ngược, địa ngục Nhà Sắt, địa ngục Chó Sói Lửa. Trong các thứ địa ngục như thế, mỗi thứ lại còn có những địa ngục nhỏ, hoặc một, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, cho đến trăm nghìn địa ngục mà tên mỗi ngục đều khác nhau. Bồ Tát Địa Tạng bạch Bồ Tát Phổ Hiền rằng: Thưa nhân giả, đó đều là những chúng sinh làm ác ở cõi Nam Diêm Phù Đề vì nghiệp cảm ứng mà phải chịu như thế. Sức nghiệp rất lớn, ngang núi Tu Di, sâu như biển cả, hay làm chứng đạo thánh, vì thế cho nên chúng sinh chớ nên coi thường điều ác nhỏ cho là vô tội. Sau khi chết, tội nhỏ như sợi tơ tóc cũng đều phải chịu báo cả. Cha con là chỗ chí thân cũng mỗi người đi mỗi ngả, dù có gặp nhau cũng không thể chịu thay cho nhau được. Tôi nay nhờ uy thần của Phật nói qua mấy việc tội báo ở trong địa ngục, nguyện xin nhân giả hãy nghe tạm như thế thôi. Bồ Tát Phổ Hiền đáp lại rằng: Tuy tôi đã biết sự báo ứng trong ba đường ác từ lâu, nay còn mong nhờ nhân giả nói lại, cốt để cho hết thảy chúng sinh làm ác ở đời mạt pháp sau này nghe lời nhân giả nói, khiến đều biết quy hướng về Phật Pháp. Bồ Tát Địa Tạng nói: Thưa nhân giả, những tội báo ở trong địa ngục như: Có địa ngục lấy lưỡi người có tội để cho trâu cày, hoặc có địa ngục lấy tim người có tội cho dạ xoa ăn, hoặc có địa ngục dày vạc dầu sôi bỏ người có tội vào nấu, hoặc có địa ngục đốt cột đồng cho đỏ, bắt người có tội ôm vào, hoặc có địa ngục tung gương lửa ra, chàm vào người có tội, hoặc có địa ngục bao giờ cũng lạnh giá như băng, hoặc có địa ngục phân nhơ vô hạn, hoặc có địa ngục lao chùy sắt có gai, hoặc có địa ngục đâm nhiều giáo lửa, hoặc có địa ngục chỉ khảo ngực lưng, hoặc có địa ngục chỉ đốt chân tay, hoặc có địa ngục cho rắn sắt cắn, hoặc có địa ngục bị chó sắt xua đuổi, hoặc có địa ngục cột vào lửa sắt. Thưa nhân giả, theo các nghiệp báo như thế, trong mỗi địa ngục đều có trăm nghìn thứ đồ hành tội, chẳng phải bằng đồng thì bằng sắt,
bằng đá, bằng lửa, bốn thứ ấy là do hành nghiệp của chúng sinh cảm ứng ra. Nếu tôi nói rộng những tội báo trong địa ngục, thì trong mỗi một ngục lại có 100.000 thứ khổ sở, huống chi là nhiều ngục. Này tôi vâng uy thần của Phật và nhân giả hỏi đến, xin nói qua như thế, nếu nói rộng ra thì dầu nói đến cùng kiếp cũng không hết được.